chào bà con, thì clip này mình sẽ quay hướng dẫn bà con về cái kỹ thuật mà ủ phân chuồng á, phân hoi mục á, đó là cái này là mình ủ phân bã mí hoi mục kết hợp với phân chuồng, thì mình kết hợp giữa hai phân này thì làm cho cây trồng ra rất là tốt. Thì qua clip này mình bà con cứ xem về cái quy trình ủ phân của mình. Thì cái phân chuồng thì với hai khối phân này á, thì mình tiến hành ủ khoảng cỡ 20 bao phân chuồng chung với bã mí. Thì bã mí này mình đã được xử lý hoi mục toàn bộ là vi sinh hết. Thì bà con cứ xem sau khi mà đặt ra cho mấy trộn, sau khi mấy trộn xong chúng ta tiến hành hút vào bao và bón cho cây trồng. Thì bà con cứ xem cái clip này là quy trình mình làm. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi. Phát này quay. Quay. We'll be right back.
quay.